Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, đấu tranh lên tiếng vạch ra những sai trái, những khuyết điểm mà một số cán bộ đảng viên mắc phải chính là góp phần cùng đảng làm trong sạch đảng, để góp phần làm cho đảng thêm vững mạnh, để đảng luôn và mãi là giai cấp tiên phong, là đại diện trung thành của nhân dân. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, bài viết của cựu chiến binh Trần Phi Sườn. Nếu đã là người trưởng thành và có nhận thức thì hẳn ai cũng biết đến câu nói đó của ông cha ta đang nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự thịnh suy của đất nước. Vậy mà có nhiều người, trong đó có cả những cán bộ đảng viên, lại nói đã có đảng và nhà nước lo, chúng mày dân đen thì biết cái gì. Xin thưa, chúng tôi muốn được như vậy lắm. Chúng tôi cũng tin đảng, tin nhà nước lắm. Chính vì tin đảng, tin nhà nước nên chúng tôi đang làm theo những gì đảng chỉ dẫn cho chúng tôi. Đảng đã nói, có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nên dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không những vậy, đảng còn chỉ dẫn cho người nên biết 27 biểu hiện của sự suy thoái, trong đó 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng cũng nói với chúng tôi bằng nghị quyết 35 phải tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng quan điểm tư tưởng của Đảng và Bác Hồ, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cũng xin thưa, nếu mọi đảng viên, mọi tổ chức đảng, mọi cơ quan của đảng và nhà nước đều tốt, đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với đảng, đối với đất nước, đối với nhân dân, thì việc gì đảng phải dành ra cả một hội nghị ban chấp hành trung ương chỉ để bàn về chuyện chuyên đề xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, phải ra cả một nghị quyết trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng trong các khóa 11, 12 và 13 này. Nếu mọi tổ chức đảng, mọi cơ quan của đảng và nhà nước đều tốt, thì việc gì đảng phải thành lập ra những ủy ban kiểm tra từ trung ương đến địa phương. Nếu mọi đảng viên đều tốt, đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với đất nước, thì việc gì đảng phải ban hành 19 điều quy định đảng viên không được làm, trong đó có những điều liên quan đến thái độ, trách nhiệm của đảng viên đối với đảng, đối với đất nước và nhân dân. Nếu đảng và các cơ quan nhà nước làm được mọi việc, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, đảm bảo độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, thì tại sao đảng lại phải phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Vì vậy, có thể khẳng định, tư tưởng và quan niệm cho rằng mọi việc đã có đảng và nhà nước lo là một quan niệm rất vô trách nhiệm và nguy hiểm. Vì cái quan điểm đã có nhà nước lo không chỉ muốn triệt tiêu tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, muốn triệt tiêu phong trào đấu tranh phản bác là những quan điểm phản động, luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch để vạch trần những âm mưu của chiến lược diễn biến hòa bình đang diễn ra ngay chính trong đảng. Cũng phải nói thẳng cái quan điểm đã có đảng và nhà nước lo thực sự đang đi ngược lại những chủ trương, những quyết sách mà đảng đã đề ra. Đấu tranh, lên tiếng vạch ra những cái sai trái, những khuyết điểm mà một số cán bộ đảng viên mắc phải chính là góp phần cùng đảng làm trong sạch đảng, để góp phần làm cho đảng thêm vững mạnh, để đảng luôn và mãi là giai cấp tiên phong, là đại diện trung thành của nhân dân. Ý đảng rất hợp với lòng dân trong công cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình để giữ gìn thành quả mà ông cha chúng ta đã mang lại. Xin nhắc lại câu nói của ông cha, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhớ lấy nhé, hỡi những ông bà ngại và sợ đấu tranh với những sai trái và xấu xa, nhưng cứ muốn thể hiện mình là người hiểu biết, muốn thể hiện mình là cái lọ, cái chai. Trung ngôn nghịch nhĩ, lời thẳng khó nghe, nhưng không thể nói khác.